Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con thành tâm kính lễ chư tôn đức giáo phẩm tăng ni. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Bồ Đề Phật Quốc TV trên băng tần 57.15. Rất vui được đến với quý vị qua chương trình Vấn đáp Phật pháp. Kính thưa quý vị, chương trình này được thâu hình trực tiếp vào mỗi tối thứ năm hàng tuần lúc 8 giờ. Sự thiết lập của chương trình này là nhằm mục đích tháo gỡ những thắc mắc trong đời sống tu học và đồng thời chia sẻ những Phật sự trọng yếu tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Và giờ đây, Nhật Tường xin kính mời quý vị, giờ đây Nhật Tường xin giới thiệu với quý vị một vị thầy luôn luôn trợ duyên chúng ta trên bước đường học hỏi Phật pháp, đó là Thượng tọa Thích Quyền Châu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lời đầu tiên, chúng con cung thỉnh thầy có lời chào đến quý khán thính giả. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trân trọng kính chào quý khán thính giả của Bồ Đề Phật Quốc TV. Kính chúc các vị có một buổi vấn đáp Phật pháp thật nhiều an lạc. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính thầy, thầy khỏe. A Di Đà Phật. Lời đầu tiên, Nhật Từ xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị luôn luôn thân khỏe tâm an. Và kính thưa quý vị, chắc có lẽ một tuần không gặp quý vị, do nên Nhật Tường gặp lại hôm nay vui, háo hức, cho nên nói chuyện nhiều khi cả lâm hoặc là quên đi những câu mình cần phải nói. Và đó mong quý vị quan hỷ và tha thứ cho Nhật Tường. A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chương trình luôn luôn tìm những đề tài có tính cách ngắn gọn và ứng dụng trong đời sống thực tại, và hy vọng qua những đề tài ngắn gọn này, đời sống tâm linh chúng ta càng ngày càng được tiến bộ và tăng trưởng nhiều hơn. Và hôm nay chương trình xin kính gửi đến với quý vị cũng từ trong kinh Tương Ưng Bộ với chủ đề là Phạm Thiên Ba Cà. Và ý nghĩa của cái chủ đề này mang lợi ích gì cho đời sống tu tập của chúng ta? Hy vọng qua những cái lời giảng của thầy thì lúc đó chúng ta sẽ cảm nhận được những lợi ích gì đem đến trong đời sống tu tập của chúng ta. Giờ đây Nhật Tường kính mời quý vị hãy lắng lòng đón nhận những lời thuyết pháp có năng lực thanh tịnh. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Giờ đây chúng con cung thỉnh pháp âm của thầy. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn Nhật Tường. Xin mời đại chúng lắng nghe chủ đề tiếp theo ở trong chương trình Vấn Đáp Phật Pháp hôm nay, nằm ở trong kinh Tương Ưng Bộ. Phẩm Tương Ưng Phạm Thiên, bài kinh này là bài kinh nói về Phạm Thiên Ba Ca. Thì thưa quý vị, như thế này, chúng ta hiểu rằng Phạm Thiên là một cõi nào và ảnh hưởng của ông ta như thế nào ở trong thế giới của chúng ta. Ai đó nếu như nghiên cứu ở trong nền văn hóa cổ đại Ấn Độ thì không thể nào không có biết đến hay là nghe đến Phạm Thiên. Và người Ấn Độ cổ đại xem Phạm Thiên là chúa tể sinh ra muôn loài. Bởi vì so với cái thọ mạng của con người thì thọ mạng của Phạm Thiên xem như là lâu xa vô cùng. Và ông sống ở trong một cái thế giới gần như không có thay đổi. Đa phần cảnh giới này đều là những hành giả tu chứng đắc được tứ thiền, do tâm xả bỏ đến chỗ vi tế. Từ đó mà hóa sanh trong một cõi trời rỗng không, trong một cung điện rỗng không, đó gọi là cõi trời Phạm Thiên. Nhưng cho dầu đạt đến một cái sức định siêu việt như vậy mà không có tuệ giải thoát của Như Lai soi chiếu bằng con đường tam vô lậu học, thì nó vẫn đầy đủ tà kiến điên đảo chứ chưa phải là thành tựu chánh kiến cho đến chánh giải thoát. Thành ra ở đây chúng ta thấy hôm ấy Đức Thế Tôn đang ở tại Savatthi, vườn của trưởng giả cấp cô độc. Và lúc bây giờ Phạm Thiên Ba Ca, ông ta khởi lên một ý nghĩ như thế này. Đây là thương, đây là hành, đây là thường trú, đây là viên mãn, đây là bất động, đây là không sanh, không già, không chết, không diệt, không khởi. Và ở đây, ngoài đây ra, không có một sự giải thoát nào hết. Ông tự tin rằng ở trong cảnh giới của ông là một cảnh giới siêu việt nhất, là một cảnh giới an lạc tuyệt diệu nhất, mà so sánh ở trong ba cõi mười phương thì không có quốc độ nào hơn. Cho nên cõi của ông là một cõi thường trú và tất cả chúng sinh ở trong các thế giới đều mong muốn đến với cõi của ông. Thì thưa quý vị, lúc bây giờ Đức Thế Tôn bằng tuệ giác sáng ngời của Ngài, trí tuệ không tì vết của Ngài soi chiếu ba cõi mười phương, tất cả cử chỉ động niệm của chúng sanh đều nhìn thấy rõ như trái Amala trong lòng bàn tay. Và Thế Tôn lúc bây giờ biết rõ trong tâm niệm của Phạm Thiên nghĩ như vậy, cho nên Ngài ẩn thân tại
vườn cấp cô độc. Sức ấn thân của Ngài nhanh chóng giống như là một lực sĩ từ trạng thái co cánh tay duỗi ra hoặc là từ trạng thái duỗi mà co vào. Tức là cái tốc độ nhanh chóng như vậy chứ không phải rằng là co duỗi cánh tay nó phải thêm hai quãng như vậy. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn hiện thân ra ở trước mặt của Phạm Thiên. Và Thế Tôn mới nói rằng, thưa vị, lúc bây giờ Phạm Thiên mới thấy Thế Tôn xuất hiện ở trước mặt của mình. Cho nên Phạm Thiên cung kính đón chào Đức Thế Tôn. Và ông nói rằng, thưa Tôn giả, đã từ lâu Tôn giả tạo cơ hội này, tức là đến đây. Nghĩa là việc mà Thế Tôn đến ở tại cõi trời Phạm Thiên này, đây là một cơ hội hiếm có. Và từ lâu lắm Thế Tôn mới đến đây. Thưa Tôn giả, đây là thường, đây là thường hành. Ngài nêu ra những cái suy nghĩ của Ngài vừa rồi cho Đức Thế Tôn nghe. Và lúc bây giờ thưa quý vị, Đức Thế Tôn mới khuở trách Phạm Thiên rằng, ông thật là vô minh này Phạm Thiên Ba Ca. Ông thật là vô minh. Không, cái đây không phải là thường mà ông cho là thường. Cái đây là gì? Cái đây là không phải thường hành mà ông nói thường hành. Cái này không phải là thường trú mà ông cho là thường trú. Cái này không phải viên mãn mà ông lại nói là viên mãn. Cái điều này là không phải là bất động mà ông cho rằng bất động. Cái điều này á, là nó có sanh, có già, có bệnh, có chết, có diệt, có khởi. Mà ông nói rằng nó không sanh, không già, không bệnh, không chết, không diệt, không khởi. Và không có cái pháp, rõ ràng có cái pháp giải thoát của luân hồi sanh tử mà ông cho rằng không có cái pháp nào giải thoát ngoài chỗ của ông. Như vậy thì ông hiểu như vậy là hoàn toàn sai. Và thưa quý vị, lúc bây giờ Phạm Thiên cũng đâu phải dễ dàng gì mà nhanh chóng lãnh hội. Cho nên Phạm Thiên mới nói rằng, này Ngài Hiền Giả Gotama, 72 công đức nghiệp, tức là 72 công đức thiện, chúng ta ngự thế giới, chúng ta ngự thế giới và chinh phục về sanh và già. Đây đời sống cuối cùng thâm hiểu thánh vợ đà, đạt được Phạm Thiên vị, nhiều người lễ bái ta. Nhiều người trong nhân gian này ai cũng lễ bái ta và xem ta như là thượng đế, và ta thâm hiểu tất cả mọi loại giáo nghĩa. Cho nên rõ ràng ở đây là cái cảnh tối cao, cảnh tối tột nhất ở trong ba cõi, và không có cái nơi nào hơn đây nữa. Thưa vị, lúc bây giờ Đức Thế Tôn nói rằng, này Phạm Thiên, nó ngắn ngủi thay đời sống này, thọ mạng của ông không có lâu dài như vậy. Ta biết rằng thọ mạng của ông không có lâu dài như vậy, thọ mạng của ông cũng chỉ ngoài trăm ngàn năm dư, tức là ngoài trăm ngàn năm tuổi mà thôi, không có nhiều. Như vậy thì sao gọi là trường thọ, sao gọi là gì? Là bất sanh bất diệt. Và lúc bây giờ Phạm Thiên Ba Ca còn nói rằng, nếu Ngài là Thế Tôn thấy được sự bất tận, Ngài vượt qua và chinh phục sanh già và sầu muộn, thì giới hạnh thời xưa ấy nào ích gì cho con, hãy nói lên cho con để cho con biết rõ ràng. Và thưa quý vị, lúc bây giờ Đức Thế Tôn hướng dẫn cho Phạm Thiên dùng bốn cái loại phước mà ông đã từng tạo ở trong quá khứ. Hãy phát triển mạnh bốn cái loại phước mà ông đã từng tạo trong quá khứ. Đây là một điểm rất là tuyệt vời của Thế Tôn. Tức là tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo sở thích của hữu tình ở trong nhân gian ba cõi, mà Thế Tôn lúc bây giờ chỉ cho họ một cái phương thức phù hợp với tâm tư và nguyện vọng của họ. Cho nên lúc bây giờ Thế Tôn mới nói rằng là ở trong quá khứ có rất là nhiều người mà họ chịu đói, chịu khát, chịu nhiệt não, và ông đã cứu độ họ, ông cho họ đồ ăn thức uống. Đây chính là bố thí thực phẩm, bố thí nước uống. Đó là cái công đức thứ nhất. Công đức thứ hai là gì? Ở tại cái bờ sông Sơn Dương này á, thì có rất nhiều người bị bắt, tức là những cái giặc cướp họ bắt này, nào là những cái tà pháp nó bắt, nó quấy phá này. Nhưng mà lúc bây giờ ông có thể dùng cái thần lực của mình để mà khiến cho cái người bắt kia không thể làm hại hơn, cũng như là ông hóa hiện cách này cách kia để dẫn những người đi trên đường nguy hiểm đó ra khỏi cái chỗ nguy hiểm mà đến chỗ an toàn. Đó cũng là một cái công đức. Và công đức thứ ba là công đức gì? Đó là cái công đức mà ở trên dòng sông Hằng. Thì ở nơi đây á,
có thuyền bè đi qua đi lại và có những cái loài rắn thuồng luồng nó rất là muốn ăn thịt của con người. Cho nên á, lúc bây giờ ông lại dùng thần lực mà chinh phục những cái loài rắn, loài thuồng luồng đó để mà giải cứu cho dân chúng. Như vậy thì ông cứu được cái mạng sống, đưa người ta đi qua đi lại một cách an toàn. Đó là cái công đức thứ ba. Và công đức thứ tư là gì? Là ở trong cái quá khứ xa xôi kiếp vừa trước á, là lúc đó ta tên là Kappa. Ta tên là Kappa, ta cũng là đệ tử của ông. Ta cũng là đệ tử của ông. Và lúc bây giờ ta được ông xác nhận, ông tán thán rằng là ta là bậc thông minh trí tuệ đệ nhất. Cho nên á, cái hạnh mà tán thán mà truyền trao kiến thức cho đời, truyền trao những cái lễ phá cho đời, chính cái công đức đó nó sẽ giúp cho ông đến cái cảnh giới an lạc giải thoát tuyệt diệu. Chúng tôi xin nhắc lại, thứ nhất là bố thí, thứ hai là cứu độ dẫn đưa dẫn người đi ra khỏi cái rừng núi lầm lạc, rừng gọi là rừng núi nguy hiểm, và thứ ba là đưa người đi qua sông, và thứ tư là gì? Là truyền trao kiến thức cho đời. Thì thưa quý vị, Thế Tôn nói rằng đó là bốn cái phước mà ông đã từng làm ở trong quá khứ, và chính ta cũng là đệ tử của ông trong một kiếp đó. Tại sao ông không phát triển những cái kiếp đó lên, phát triển những cái điều đó lên để nó dẫn tới một cái cảnh giới giải thoát siêu việt mà ông cho rằng là cái này là thường, không còn gì để tu tập nữa, và cho rằng mình là giải thoát tối cao hay sao? Thì thưa quý vị, qua lời dạy của Đức Thế Tôn như vậy, cho nên Phạm Thiên mới phát sinh trí tuệ, và ông thấy rằng cái cõi Phạm Thiên của ông không phải là một cái cõi chói sáng nhất, mà chỉ có trí tuệ của Phật, chỉ có hào quang của Phật mới là một cảnh giới là tuyệt diệu nhất. Do vậy cho nên ông từ bỏ cái tà kiến của mình. Đây chính là một trong những điểm mà chúng ta cần phải phân tích ngày hôm nay. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị đã lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đây đầu kính tri ân thầy. Đại diện chúng con và khán giả đang theo dõi trực tiếp chương trình Vấn Đắc Phật Pháp mà thầy đã hướng dẫn cho chúng con nghe về ý nghĩa của cái chủ đề Phạm Thiên Kappa. Một cái chủ đề khi chúng con đọc qua, chúng con không thấy những ý nghĩa thù thắng, nhưng mà sau khi thầy đã giảng xong, chúng con thấy được những công đức thù thắng do Đức Phật đời trước đã tạo ra, do cái ông Phạm Thiên này mà đời nay có thể là bài học cho chúng con cho cuộc sống đời nay. Giờ để chúng con thưa với thầy, cho chúng con thưa chuyện với đại chúng. A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, cũng như hàng tuần, hai số điện thoại này là hai số điện thoại của quý vị. Chúng ta theo dõi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp, nhưng mà trong lúc theo dõi, chúng ta khởi lên những ý nghĩ nào, những câu hỏi nào, hoặc là những ý nghĩa nào chúng ta muốn đóng góp hoặc hỏi trên các phương diện tâm linh, Nhật Tường kính mời quý vị cùng với Nhật Tường chúng ta cùng nhau sinh hoạt trong tinh thần tích cực nhé. Dạ, mà nếu mà quý vị không có câu hỏi thì Nhật Tường cũng mời quý vị hãy cố gắng lắng nghe những cái lời pháp mà thầy hướng dẫn, mà có thể nếu áp dụng trong đời sống tu tập được cho chúng ta thì điều đó cũng rất là tốt. Thì Nhật Tường cũng gieo duyên đặt một vài câu hỏi, có thể câu hỏi không bám sát vào chủ đề hoặc là câu hỏi không được chính xác, mong quý vị quan hỷ và tha thứ, và có thể trợ giúp Nhật Tường và cách gọi vào để đặt câu hỏi nha quý vị. Bây giờ là Phật chạy kính thưa quý vị. Qua cái chủ đề đầu tiên, mà khi mà Ngài Phạm Thiên khởi lên những cái ác ý mà ở cái cảnh giới đó, cho đây là thường, đây là chứng đắc, đây là an lạc, đây là tất cả những gì mà ông mong muốn, thì Nhật Tường khởi lên cái nghĩ là hàng Phật tử chúng mình á, chúng ta thường thường nghe Đức Phật dạy, nghe với thầy dạy đây là cuộc sống này là vô thường, kể cả trong kinh như là kinh Bát Đại Nhân Giác thì cũng đồng cái đoạn đầu cũng nói là thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, ngũ ấm vô ngã, tứ đại khổ không, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thì ác nguyên, hình vi tội tấu. Thì đó cũng là những lời dạy mà chúng ta để chúng ta thức tỉnh về cuộc sống này là vô thường. Và kể cả hàng Phật tử chúng ta cũng biết là như vậy. Thì câu hỏi được đặt ra đây, đã là một vị Phạm Thiên, đã từng tu theo lời dạy của Đức Phật, đã biết tất cả đều là sanh trụ diệt diệt là vô thường, vậy tại sao vị Phạm Thiên này lại khởi ra những ý nghĩ là cảnh giới của Ngài chứng đắc là cảnh giới thường hằng, cảnh giới bất diệt, cảnh giới không còn bị khổ não nữa? A Di Đà Phật, chúng con thỉnh thầy. Dạ, A Di Đà Phật, kính thưa quý vị, câu hỏi của anh Nhật Tường là tại sao mà Ngài Phạm Thiên lại đặt thầy hiểu rồi, nhưng mà cái luận lý ban đầu của anh nó có một cái sự nhầm lẫn. Nó là gì? Đó là lúc bây giờ Phạm Thiên chưa từng học giáo lý của Phật. Và chúng ta phải hiểu ngược lại là có một cái kiếp mà Phật nhắc á, chính Ngài là đệ tử của Phạm Thiên. Cái điểm đó là cái điểm mà chúng ta thấy cần phải để ý. Và chúng ta thấy cái nguy hiểm ở chánh kiến và tà kiến. Cái nguy hiểm của chánh kiến và tà kiến. Nếu như đi theo con đường tà kiến ở trong định
và tạo bao nhiêu phước đi nữa thì cũng không đạt đến chỗ giải thoát. Phát triển cao tột ở trong chân lý này, trong đời sống này và ở trong lý tưởng hành hoạt này, đến cái quả vị cao tột nhất trong thời gian đó là Phạm Thiên, sống trên cõi trời Đại Phạm. Cái cõi đó gọi là nó thanh tịnh tới mức mà không có gì hơn gọi là Phạm mà. Nó thanh tịnh. Và ở trong cái an lạc tuyệt diệu đó, cái tuổi thọ rất là lâu xa đó, gần như ông không có đau khổ. Ông muốn gì được cái đó. Ông muốn đi chỗ này chỗ kia một cách tự tại. Bởi vậy cho nên ông mới nghĩ rằng là thường là hành. Và chúng ta thấy Đức Thế Tôn trong tiền kiếp Ngài cũng là học những cái kiến thức thế gian từ Phạm Thiên, kiến thức sống từ Phạm Thiên. Nhưng mà Đức Thế Tôn lại ở trong chánh kiến. Cho nên đây cũng là điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Ví dụ như chúng ta đi học tất cả những kiến thức ở các vị thầy, chưa hẳn gì là các vị thầy đó đã thành tựu chánh kiến, mà bản thân chúng ta là phải cố gắng thành tựu chánh kiến. Mà muốn có chánh kiến là chúng ta phải thở nhập ở trong ba vô lậu học giới định tuệ mà Đức Thế Tôn đã dạy. Chỉ có những môn học này nó mới xây dựng cho chúng ta thành tựu chánh kiến. Còn nếu không thì chánh kiến rất là khó thành tựu. Bởi vậy cho nên chúng ta thấy mặc dù đệ tử của Phạm Thiên mà Thế Tôn đi trên con đường chánh kiến, cuối cùng Ngài thành tựu sự giác ngộ tuyệt diệu. Còn Phạm Thiên kia thì vẫn còn khổ đau và nhầm lẫn ở trong ba cõi. Và đây chính là một cái điều đáng sợ. Không ai gạt mình cũng sẽ hiểu. Nhưng mà chính bản thân của mình nhầm lẫn, chính bản thân mình gạt mình thì bao giờ mình mới giác ngộ. Những điều như vậy chúng ta phải cẩn thận. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con kính mời thầy. Qua cái sự nhắc nhở của thầy là cái luận lý con hơi đầu nó hơi có chút xíu gì nó hơi chắc chở, nó không có phù hợp cho mấy. Nhưng mà con nghĩ đó cũng là một cái điểm mà nhờ như vậy mà cho con thấy rõ mà ai đang theo dõi chương trình này, khi mà không nắm vững ban đầu thì giờ đã hiểu được rõ. Kính mời thầy. A Di Đà Phật, kính mời thầy. Trong cái bát nạn tu tập mà quý thầy thường dạy cho chúng con, như là địa ngục ngạ quỷ xuất sinh, rồi là sanh về cõi trời là bất tử nè, cõi trời là bất cô lô châu nè, rồi đuôi điếc câm ngọng, sanh trước Phật, sanh sau Phật, thế chí viễn thông, thì cõi trời Phạm Thiên này nó có phải lạc vào hai cái cõi trời như là cõi trời bất cô lô châu ở nơi bất cô lô châu? Cái này không phải. Nó trong nguyên lý nó không có cõi nào là bất tử, chỉ có một cõi gọi là trường thọ thiên. Trường thọ thiên tức là cái túi thọ người ta nó lâu quá, nó ở trong cái cõi trời đó nó sống lâu quá, nhưng mà không phải là Phạm Thiên. Họ sống cũng đầy cái dục, đầy cái dục. Cho Phạm Thiên thì cái tâm rất là thanh tịnh, nó khác. Cái cõi mà trường thọ thiên này á, nó có cái chỗ khác, có thể người ta viết như một cõi Úc đang viết. Túi thọ của người ta cũng 1.000 năm và hóa sanh. Túi thọ không bằng thiên chúng ở cõi trời Đại Phạm, không bằng. Nam nữ thì nam thì hình sắc bằng giống nhau, sinh mới hóa ra cho đến khi chết cũng bằng nhau. Rồi nữ cũng vậy, một người nữ một gần 1.000 tuổi với một người nữ 1 tuổi thì cái hình sắc của họ cũng bằng nhau, họ cũng cao như nhau, tóc của họ không có dài, tóc họ tới vai thôi không có dài, và họ sống rất là sung sướng, họ không có thấy cuộc đời là khổ. Cho nên nói đến rằng là khổ vô thường, rồi sống đây chết kia thì họ không có tin. Cùng cái chết thì có chết, nhưng mà chết một chút rồi cái là họ quên liền. Thành ra những người như vậy á, trong môi trường đó họ không có thấy cuộc đời là vô thường, thành ra họ không có sợ khổ và họ cứ vui với một cái đời sống hiện tại. Họ không thấy rằng là cuối cùng mình dẫn tới chỗ hủy diệt, thì tại sao không phát tâm tìm cầu một con đường bất tử để chúng ta chấm dứt luân hồi. Như vậy chân lý đó không có mặt ở tại cõi đó. Còn cõi Phạm Thiên này thì hoàn toàn khác. Cảm ơn các vị rất nhiều. A Di Đà Phật, chào chúng con kính thầy. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, qua cái những cái gì miêu tả trong chủ đề này, khi mà cái vị Phạm Thiên cho rằng đây là thường, đây là thường hằng, đây là thường trú, đây là viên mãn, đây là bất động, thì làm cho con mượn theo cái cuộc sống hàng ngày, thì có nhiều khi thì chúng ta không có được nghe Phật Pháp, thì có thể có người chấp thường, có người chấp đoạn. Mà khi mà một người mà chấp thường thì có phải gọi là tà kiến hay không thầy? Và cái tà kiến đó nó có thể dẫn đến những cái điều mà chúng ta tạo nghiệp, tại vì nó ôi tôi làm sống hoài không có bị chết, không có gì lo hết. Chữ chấp thường và chấp đoạn nó không nằm ở trong tà kiến, mà nó nằm ở trong cái kiến chấp. Kiến chấp ở trong kiến chấp nó có ba lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là thân kiến,
Thứ hai là nó gọi là gọi là hữu kiến, và thứ ba là vô kiến. Thì thân kiến ban đầu nó sinh ra như thế nào? Chẳng hạn như ở trong cái thế giới nội tâm sâu xa khởi lên một cái niệm vô minh, ở trong cái tâm vô minh đó mà nó khởi ra hành phước, hành phi phước và hành bất động. Rồi khi mà tâm duyên hành như vậy á, thì bắt đầu á, là nó sinh ra đầy đủ thế giới của ngũ uẩn. Và ở trong cái này nó sinh ra một cái tâm là nhẫn chịu, nó cái tâm là khổ, cái tâm là lạc, cái tâm là hành động tìm kiếm. Và ở trong đó nó khởi sự điên đảo, đây gọi là thân kiến. Và ở trong thân kiến thì nó phát triển lên một loại nữa, cho rằng á, là con người cứ mãi là con người và thấy cái người này sinh ra người kia. Từ đó cho nên người ta thấy rằng có những điều người ta gọi là gì? Người ta gọi là luôn luôn như vậy. Thì cái hữu kiến này á, nó cái nghĩa của nó tương đương với cái nghĩa là chấp thường. Còn cái nghĩa mà vô kiến ấy, là nó tương đương với chữ chấp đoạn. Thì ba cái nghĩa này nó đều nằm ở trong một cái trạng thái gọi là kiến chấp. Nghĩa kiến chấp. Còn tà kiến là khác. Tà kiến là khác. Tức là tà kiến á, là nó điên đảo một cách hoàn toàn. Tất nhiên nó cũng nằm ở trong cái loại là thân là kiến chấp đó, nhưng mà cái tà kiến thì nó sâu nặng hơn. Nó sâu nặng hơn. Do vậy cho nên mắc phải tà kiến là một cái điều khủng khiếp nhất đối với người tu tập. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị rất nhiều. Như Đà Phật, chúng con kính thầy. Như vậy thì cái câu hỏi con vẫn hơi thắc mắc là khi mà chúng ta mà chấp thường như vậy thì là chúng ta dễ dàng tạo nghiệp, chúng ta không biết là sẽ đưa đến những cái hậu quả, phải không thầy? Cái chấp thường nó như thế này, tức là ví dụ như thế này nè ha, thì khi người ta nói rằng là con người mãi là con người thì họ không có thấy cái tính chất của luân hồi, và khi họ nghĩ rằng không có luân hồi, không có thấy hình đối dạng, không có thọ khổ, thì các vị nghĩ xem là họ sợ cái gì mà họ không làm, tương đương với chấp thường cũng như là chấp đoạn. Khi người ta nghĩ rằng là chết là hết, phải không? Bởi vậy cho nên người ta ra sức mà người ta hướng cái ái dục để người ta có được hạnh phúc. Miễn làm sao người ta né tránh được pháp luật và tội lỗi, né tránh được những cái điều mà nó gây trở ngại cho ý muốn của họ. Họ chỉ còn né tránh như vậy và họ cố gắng họ hưởng thụ. Họ nghĩ rằng khi họ chết rồi thì họ không còn gì để hưởng thụ nữa hết. Thành ra họ làm ăn cuộc đời cơ cực tới lớn tuổi, nhiều khi họ tìm kiếm họ hưởng thụ những cái điều rất là tầm thường, đó là khác. Tại vì cái trạng thái mà gọi là chấp chấp đoạn đấy. Còn khi chúng ta nghĩ rằng á, cái kiếp sống này là cái kiếp sống mong manh, cái kiếp sống tầm thường và phước báo cần phải tích lũy vô số để giải thoát luân hồi, thì chúng ta không có dạy gì mà chúng ta làm những cái điều phi pháp. Đó. Chỉ cần hai cái suy nghĩ đó khác nhau thôi là bắt đầu chúng ta hành động cũng khác rồi. Hoặc là có người họ cho rằng á, là con người là thường mà, thì đâu có việc gì phải lo. Cứ toàn tơn, thấy ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy. Và tôi cũng không có gì phải bận tâm. Cho nên từ đó mà họ nhẫn chịu ở trong cái suy nghĩ đó, rồi họ an lạc trong suy nghĩ đó. Từ đó mà họ sống đôi khi nó vô trách nhiệm nữa, vô trách nhiệm. Có những trường hợp như vậy á, chúng ta chiêm nghiệm sâu, nó đều nằm ở trong cái hữu và vô. Còn hữu và vô đó thì suy cho cùng nó vẫn nằm ở trong là thân kiến đó. Mà thân kiến là chấp ở trong thế giới ngũ uẩn đấy. Cho nên nó sinh ra những lời lệch lạc. Trong phương diện này là một phương diện của tâm lý học, của phân tâm học, chứ nó không phải là cái bình thường đâu. Chúng ta nghiên cứu càng sâu chừng nào thì chúng ta thấy nó có sự khác biệt rất lớn trong vi tế của tư tưởng. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị. Dạ là Phật, dạ, chúng con kính cảm ơn thầy. Chắc nãy giờ con tiếp tục con hỏi thầy hoài, thầy trả lời hơi mệt, thôi để con cho thầy nghỉ một chút để con chia sẻ với đại chúng chút xíu câu chuyện. Dạ là Phật, dạ, kính thưa quý vị, kính thưa thầy. Sở dĩ Nhật Tường đặt ra câu hỏi này là như vậy. Không biết có thể đây là cái phước của Nhật Tường hay không, nhưng mà từ nhỏ Nhật Tường đã có được ý thức này. Không biết quý vị có nhớ hay không là lúc nhỏ mới gần Tết á, thì chúng ta có bán những cái tranh, mà những cái tranh nó nói về chuyện, câu chuyện của Phật giáo, mà tranh phía trên là hình, phía dưới là có miêu tả. Thì có những cái như là hình như là có miêu tả về cảnh địa ngục nè, cảnh Đức Phật xuất gia, rồi cảnh là Đức Phật vừa khỏi sông, rồi có phía sau có thái tử đu theo con ngựa rồi.
Từ đó thì cái mà làm cho Nhật Tường ấn tượng nhất là khi mà một người mà bị hành hạ tại địa ngục, một người mà nói láo bị cắt lưỡi hoặc là ăn cắp thì bị quỷ sứ nó dùng cái búa bự thiệt bự đập nát cái tay. Thì từ đó Nhật Tường có được cái ý rằng là mình chết rồi mình làm những cái điều bất thiện là mình sẽ bị đào những cái cảnh như vậy. Rồi từ đó là một cái nhân duyên mà làm cho Nhật Tường biết đến muốn muốn tìm hay Phật pháp. Thì lúc nhỏ không biết gì, chỉ biết là Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, mỗi lần Nhật Tường sợ. Rồi đi qua bên chùa kế bên thì chùa đó chùa của ông chính, ở trên tường có vẽ những cảnh địa ngục trừng trị tội nhân như thế nào thế nào thế nào. Thì đó là cái duyên mà đó tại sao mà Nhật Tường đến với đạo Phật, là tại vì Nhật Tường sợ sợ bị đọa vào địa ngục, sợ bị trừng phạt. A Di Đà Phật, đó là câu chuyện con chia sẻ với bậc thầy. Trở lại với cái chủ đề là như vậy, kính bạch thầy, hồi nãy thầy nói là cái điều này con muốn hỏi hiểu rõ chút trước khi chúng ta tập trung vào bốn cái công đức mà Đức Phật dạy nha thầy. Ở đây khi mà ngài Phạm Thiên nói là bãi hai công đức nghiệp, chúng ta ngự thế giới chinh phục sanh và già, đây đời sống cuối cùng thâm hiểu thánh Vệ Đà, đạt được Phạm Thiên vị, nhiều người lễ bái ta. Kính thầy giúp con hiểu được cho chỗ đó chút xíu. Khi mà nói bảy hai công đức nghiệp, 72 công đức á, 72 công đức này á, nó là 72 tâm pháp. Thành ra ai mà học một chút về vi diệu pháp á, thì chúng ta hiểu trong đó 72 cái hành pháp. Tâm vương, tâm sở, tất cả trong cái cảnh giới vi tế từ tâm vương, tâm sở mà Phạm Thiên đã tạo phước cho đời. Và ông nhờ cái kết quả thành tựu từ 72 tâm pháp thiện đó mà ông sinh lên các cái cõi trời, được cái cõi trời này. Nó là như vậy, cái nghĩa của 72 tâm pháp. Và ở trong cái nền tảng này á, thì chúng ta hiểu rằng là luận tạng vi diệu pháp cũng dựa trên những cái câu này, những cái tư tưởng này mà để mà hình thành rất là rõ ràng. Rồi tới khi mà ngài Huyền Trang từ Trung Quốc sang ở tại Ấn Độ du học, thì ngài về, ngài đem gần như đầy đủ tam tạng trở về tại Trung Quốc để mà truyền bá. Thì lúc bây giờ có một vị tên là Ngô Thừa Ân, ông là một vị quan ở trong triều, ông rất là kính trọng cái hành trạng cực kỳ là siêu việt và hy hữu của ngài Tam Tạng Pháp Sư. Và do vậy cho nên ông hư cấu cái câu chuyện 72 tâm pháp này như là một chàng tờ thiên đại thánh vậy đó, có 72 phép biến hóa. Và ai nghiên cứu sâu hơn một chút như vậy chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà ngài Huyền Tráng thì thấy rằng cái số 72 này, cái cách chia nó có một hai cái điểm mà phải học Phật pháp nhiều hơn thì mới không nhầm lẫn. Cho nên ngài mới chia ra nó rõ hơn để cho người ta nhớ cho dễ dàng hơn. Đó là 100 pháp mà chúng ta xem là Đại Thừa Bất Pháp Minh Môn Luận, nó dựa trên cái nền tảng tư tưởng này. Cho nên khi chúng ta học ở trong tâm vương, tâm sở và các pháp bất thiện, tâm bất tương ưng hành, bao nhiêu thứ như vậy, thì chúng ta sẽ thấy con số 72 nó rất là rõ ràng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Và chúng con kính cảm ơn thầy. Và kính bạch thầy, bước phan cái phần kế tiếp, khi Đức Phật có một cái thông điệp cho vị Phạm Thiên này là cái cuộc sống này ngắn ngủi, thì ông cùng lắm là ngoài trăm ngàn năm thôi. Thì sau đó thì vị Phạm Thiên đã thỉnh cầu Đức Phật là ngài thấy rõ như vậy thì giới với hạnh thơ xưa ấy nào ích gì cho con, hãy nói lên cho con để con biết rõ ràng. Thì Đức Phật đã nói về bốn cái điều mà ông nên tập trung, là lúc xưa ông làm là ông, thầy hồi nãy thầy có đúc kết là điều ông làm là bố thí cho người, cứu người đang khát đói. Điều thứ hai là cứu độ giải thoát người khi người bị lạc vào rừng núi. Điều thứ ba là đưa người qua sông bằng thuyền bè, trong lúc đó là cái người này đã sắp sửa bị những cái loài rắn ăn. Và thứ tư là truyền trao kiến thức cho đời. Thì bốn cái này nó có phải là một cái bài học trực tiếp dạy cho chúng con những gì trong đời sống tu tập hiện tại hay không, kính bạch thầy, khi mà có những cái điều này Đức Phật dạy? Vâng, đúng như vậy. Khi chúng ta thấy Đức Thế Tôn tán thán những cái điểm công đức, bởi vì chúng ta thấy rằng là Phạm Thiên mà ông nghĩ tới cái chỗ rằng là ông đã đến chỗ cao tột, cái chỗ thường rồi, cái chỗ không còn lây chuyển gì nữa, chỗ bất động rồi, thì ông sẽ có cái xu hướng là ông không cần làm gì nữa. Cho nên cái người chấp thường mà, thì họ đâu cần làm gì nữa đâu. Và Thế Tôn nói rằng là không nên làm, như không nên nghĩ như vậy. Và lúc bây giờ Phạm Thiên mới nói rằng thì không nghĩ như vậy thì bây giờ phải làm gì đây? Trong khi là ông nhận ra như vậy, ông nghĩ như vậy, thì Thế Tôn mới chỉ cho ông thấy bốn cái điểm mà như Nhật Tường vừa rồi có nhắc cho chúng ta hiểu đó. Thì ở trong bốn điểm là bố thí cho những người
những người đối khác, và thứ hai là cứu độ cho những người mà bị lạc lối trong rừng, trong núi, và thứ thứ ba là đưa cho người ta qua lại sông thuyền bè an toàn, và thứ tư là truyền trao cái kiến thức sống cho đời. Như vậy thì bao nhiêu đó cũng là công đức, và hãy phát triển cho nó lên càng ngày càng nhiều thì chúng ta sẽ đến cái chỗ là cảnh giới giải thoát siêu việt, chứ không phải đến cõi Phạm Thiên là dừng. Hay nói một cách đại ý, Thế Tôn khuyên Phạm Thiên phải nỗ lực tu tiếp, nỗ lực tu tạo cái phước đức, chứ đừng cho rằng cái cõi này là thường và siêu việt thì không còn cần phải làm gì nữa. Bởi vì cái sức mạnh của Phạm Thiên mà ông phát tâm cứu độ hộ trì thì chúng sanh lợi lạc vô số. Đây chính là cái lòng từ bi của Phật. Và bất cứ chúng sanh nào nuôi dưỡng tà kiến, Đức Thế Tôn cũng đều có muốn là chuyển hóa chúng ta, bỏ tà kiến ra đi. Và chúng ta hãy nỗ lực làm việc, ngay cả như Phạm Thiên cũng còn phải làm việc thiện, việc phước, thì chúng ta là gì mà chúng ta lơ là trong sự tu tập. Nó có rất nhiều cái ý nghĩa cảm hứng ở trong nội dung này mà chúng ta cần phải chiêm nghiệm sâu xa để chúng ta rút tỉa bài học cho chính bản thân của mình. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị rất nhiều. A Di Đà Phật, và chúng con kính cảm ơn thầy. Dựa trên bốn cái điều mà Đức Phật dạy đây thì con xin được khai thác những điều một. A Di Đà Phật, chào kính bạch thầy. Khi mà nói tới bố thí thì đây là một trong những cái điều mà cái hoàn cảnh đặc biệt lúc đó cái vị Phạm Thiên này cứu độ những người đó như vậy. Nhưng mà đời này thì không nhất thiết là hoàn cảnh này, nhưng mà chúng ta bố thí có thể là chúng ta phát tâm cúng dường, làm những điều in kinh ấn tống, hoặc là phát tâm hộ trì tam bảo. Kính thỉnh thầy. Dạ vâng, kính thưa quý vị, đúng là như vậy. Khi chúng ta không quên cái tâm bố thí, không quên cái tâm tạo dựng phước điền, thì chúng ta luôn sống ở trong sự no đủ. Còn chúng ta ngừng lại tâm niệm này mà chúng ta cứ lây hoay cái chuyện là ăn hướng thì nó cũng sẽ cạn kiệt phước báo của chúng ta. Ở tại Bồ Đề Phật Quốc này có một chương trình bát cơm hương tích mà chúng tôi thiết lập hôm nay đã hoạt động trở lại tới hơn 3 tháng. Đây là một chương trình mà đã giúp cho tất cả quý Phật tử chúng ta gieo duyên ít nhiều cho những người cùng khổ, cho những người bệnh tật ở bệnh viện, một bữa ăn một đô la, một bữa ăn một đồng mà thôi thưa quý vị, một đồng đối với chúng ta chẳng là gì, nhưng nếu chúng ta cho được 5 đồng thôi thì có thể giúp được 5 bữa ăn cho 5 người bệnh ở trong bệnh viện. Và chúng tôi rất là biết ơn những Phật tử tại địa phương, những người thân hữu đã nỗ lực làm chương trình này rất là thanh tịnh. Và bữa ăn luôn luôn tươm tất, và hôm nay thì nhiều người rất là kính quý và trông chờ có được bữa ăn cuối tuần cho những người bệnh. Một cái công việc như vậy thưa quý vị á, chúng ta bỏ một đồng nó không có bao nhiêu, công sức của người làm nó mới thật là nhiều. Nhưng mà nhờ một đồng đó trang trải cho thực phẩm, trang trải cho những cái món mà cần thiết, không thể thiếu tiền được để hình thành một bữa ăn như vậy, thì thưa quý vị đó cũng là một cái cách mà chúng ta tạo phước. Còn tất nhiên tạo phước nó có nhiều cái cách khác nhau, chứ không phải chỉ có bát cơm hương tích mới là tạo phước tối thượng. Và mỗi người chúng ta ở trong hoàn cảnh nghĩ tới cái việc là ban ơn, nghĩ tới cái việc là cứu giúp, nghĩ tới cái việc là chia sẻ phước báo cho mọi người, mỗi người chúng ta đều nỗ lực sống như vậy mà cũng không khéo, có thể là thực hiện không nổi, chứ đừng nói chi là chúng ta lơ là. Đây là những điều mà chúng ta cẩn trọng để mà tu tập. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị. Di Đà Phật, và chúng con kính cảm ơn thầy. Và kính bạch thầy, bước sang ba cái điều kế tiếp, như là cái hạnh mà cứu độ giải thoát khi bị lạc vào rừng núi, hay là đưa người giúp người qua sông, hoặc là truyền trao kiến thức cho đời, thì cái này nó không gì hơn là trong đời sống hiện tại chúng ta muốn thực hiện hiện hành này, là không gì hơn là chúng ta hãy cố gắng nỗ lực tu tập và học hỏi Phật Pháp. Khi chúng ta đều tu tập học hỏi Phật Pháp thì chúng ta sẽ có được cái tâm, và cái tâm của chúng ta sẵn sàng giúp đỡ những cái trường hợp mà cần phải giúp. A Di Đà Phật, con thỉnh ý thầy. Dạ vâng, kính thưa quý vị, đối với công đức học Phật Pháp thì chúng ta không thể nào nghĩ bàn được. Ở trong tâm chúng ta nó có một loại thiện căn tự huân tập. Chúng ta nhớ một câu chuyện rất rõ ở trong Phật Pháp, đó là một cô công chúa đi lễ chùa. Và tổ sư của chúng ta nhìn thấy được cô công chúa này tiền thân là một con gà ở bên chùa, cứ mỗi buổi sáng cất lên tiếng gáy, chư tăng nghe tiếng gà gáy biết rằng giờ công phu đã đến. Và chư tăng công phu thì
Đó là cái việc của người tu hành. Nhưng âm thanh của kinh kệ, của tiếng mõ, tiếng chuông nó vang vọng, và gà kia là tự hấp thụ, gà kia là tự huân tập cái âm thanh thánh giáo đó. Nhờ cái sự huân tập một cách vô tình như vậy mà gà giải thoát được cái kiếp làm gà. Chúng ta thấy này, một người phát tâm tu với một người không phát tâm, hai người đồng làm phước như nhau, thì chúng ta hiểu cái quả phước của hai người sẽ bằng nhau. Người kia họ không có cái ý làm hết á, nhưng mà họ cứ làm, thấy người ta làm họ làm theo. Tại vì sao? Bởi vì đã làm bằng thân thì nó có cái tác dụng của nghiệp thiện. Đã nói bằng lời thì nó có cái tác dụng của nghiệp. Đã nói ra và làm thì tác dụng. Còn chưa nói, nghĩ trong tâm thì chỉ có tác dụng ở trong tâm của người đó, chưa phải là nghiệp bên ngoài. Bây giờ cho nên khi mới miệng ra nói và làm thì lúc bây giờ nó tạo nghiệp. Mà nghiệp này là thiện nghiệp thì nó huân tập ở trong tâm. Cho nên gà có lỗ tai nghe một cách tự nhiên, nó nghe được âm thanh. Nó không có phân biệt âm thanh gì, nhưng mà cái thiện nghiệp đó vẫn huân tập. Vì vậy cho nên tại sao mà chúng tôi cứ mong là các vị cố gắng học cái chương trình Phật Pháp. Cố gắng là nghe những chương trình này. Mặc dầu á, những đạo lý có khi là thông quen của chúng ta, nhưng nếu chúng ta nghe đi nghe lại thì ngay trong giây phút này, ngay trong hiện tại này, nó có sự huân tập thanh tịnh. Còn nếu như chúng ta không nghe thì lúc đó chúng ta nghe cái gì? Chúng ta không nghe kinh điển, không nghe thánh giáo của Như Lai thì tâm lỗ tai chúng ta nó vẫn tiếp tục nghe, chứ nó không có ngừng đâu. Chứ khi nào chúng ta ngủ thì chúng ta mới quên lãng một chút thôi. Còn thức dậy là nghe, nghe âm thanh, nghe tiếng động, nghe những câu chuyện tạp nham, nghe chuyện này việc kia, và tâm trí chúng ta cũng cứ là tối tăm như vậy đó. Bởi vậy cho nên chúng ta giữ mình ở trong thánh giáo của Như Lai càng lâu chừng nào thì công đức của chúng ta càng lớn chừng đó. Chúng tôi thấy có nhiều học viên đến với Bồ Đề Phật Quốc giàu lớn túi, nhưng mà các vị càng ngày càng an lạc, càng ngày càng hoan hỷ và càng ngày càng thành tựu. Là vì sao? Bởi vì các vị cứ ngồi im mà lắng nghe, không cần nhớ, không cần nghĩ, không cần tư duy gì nhiều, vậy mà nó vẫn có sức huân tập. Chúng ta thấy Phật Pháp kỳ diệu vô cùng. Bởi vậy cho nên chúng tôi cứ nỗ lực là trùng tuyên kinh điển từ diện này sang cách khác, để cho chúng ta cùng nhau nhớ lại và huân tập thêm thánh giáo của Như Lai. Công đức lành, công đức thiện của chúng ta là rất nhiều, nhiều cách để chúng ta tạo. Ví dụ như chương trình Vấn Đáp Phật Pháp này được thiết lập cũng là một phần để giúp cho các vị đặt những câu hỏi và ai có những cái thắc mắc nào trong đời sống tu tập. Nếu như các vị không có sử dụng cái chương trình này một cách đúng nghĩa thì chúng ta làm mất lợi lạc. Có nhiều Phật tử gọi điện chúng tôi để hỏi, chúng tôi thật đáng tiếc khi các vị không tham gia chương trình này, mà các vị hỏi trong những lúc chúng tôi không có sẵn sàng để trả lời. Đó chính là điều mà chúng ta cần phải tinh tấn và tận dụng cái thời gian cho có ý nghĩa. Mời các vị đặt câu hỏi. A Di Đà Phật, dạ kính mời quý vị đặt câu hỏi. Hello, kính chào Trực Tường, kính chào thầy. Dạ chào cô. Cô muốn hỏi thăm kính thưa thầy, con muốn hỏi thầy giảng cho con cái vấn đề mà kinh Địa Tạng đó. Kinh Địa Tạng thường thường có 3 cuốn, mà trong đó có nói là mình đọc 7 biến hoặc 10 biến, thì con muốn thắc mắc là một biến đó là tức là một tập hay là nguyên một cuốn kinh là một biến, tức là 3 tập? Dạ vâng. Dạ cảm ơn cô. Dạ mời cô nghe nha. Di Đà Phật. Dạ thưa quý vị, một biến tức là một lần. Một biến là một lần. Nếu như chúng ta muốn đọc kinh Địa Tạng, tụng Địa Tạng một biến tức là một lần. Một lần là trọn bộ kinh. Cái bộ kinh đó chia làm 3 cái phẩm thượng trung hạ, 3 cái tập thượng trung hạ để chúng ta dễ phân biệt thôi. Chứ cái bộ kinh nó có 13 phẩm. Mà chúng ta đã nói một biến là chúng ta phải đọc hết một hơi là 13 phẩm đó. Còn nếu như đọc không hết thì hôm sau chúng ta tiếp tục. Chẳng hạn chúng ta đọc 1-2 phẩm, hôm sau chúng ta tiếp tục. Chúng ta đọc có 10 ngày như vậy nó cũng sẽ hết. Cái chữ một biến phải hiểu là một lần. Một lần là hết chứ không phải là một lần là một biến thượng ha. Là trọn bộ. A Di Đà Phật. Cảm ơn các vị. A Di Đà Phật. Dạ chúng con kính cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Dạ kính bạch thầy. Dạ kính thưa quý vị. Trả lời vấn đề công đức nghe học Phật Pháp, và thầy có nói đến một trong những điều như là có những người cao niên càng ngày càng học Phật Pháp thì càng thấy là cái tâm càng an lạc. Tại có khi là không có cái nói nhiều gì hết, chỉ ngồi đó yên tĩnh mà nghe trong chánh niệm thì càng ngày đời sống càng thấy an lạc và thanh tịnh vô cùng. Mặc dù là
không có đặt câu hỏi, không có phát biểu, thì làm cho Nhật Tường cũng nhớ tới một lần Nhật Tường nghe pháp thì có một cái vị thầy giảng, thì vì có người đặt câu hỏi là thí dụ mà nghe pháp mà mình không hiểu thì nghe nó có công đức gì không, thì vị thầy trả lời là có công đức chứ. Giống như là chúng ta lấy cái rổ đó mà chúng ta múc nước, mà múc hoài, cứ múc hoài không được nước gì hết, nhưng mà cái nước đó nó rửa đi những cái bụi bặm mà nó bám theo cái rổ, làm cho cái rổ nó càng ngày nó càng sạch hơn. Tương tự như vậy, tâm tư chúng ta hàng ngày bấn loạn trong cuộc sống mấy mươi năm trời, phước mỏng mà nghiệp dày, ngày hôm nay chúng ta có được cái phước thân này, có được thân người mà được đến chùa học Phật pháp, thì càng ngày chúng ta trau dồi những cái lời pháp thanh tịnh vào tâm tư chúng ta, thì tâm tư chúng ta càng ngày càng lắng dịu và trí tuệ phát sáng. A Di Đà Phật. Đó những gì Nhật Từ muốn chia sẻ với quý vị. Kính bạch thầy, trở lại cái chủ đề này, thêm một điều mà con muốn hỏi. Giống như thầy nói là có kết quả khi nghe Phật pháp, nhưng có một con muốn hỏi thêm nữa là nghe Phật pháp này nó xây dựng nhân cách con người, nó có xây dựng và hoàn thiện cái nhân cách của con người hay không? A Di Đà Phật. Con Dạ, kính A thầy. Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, chúng ta phân tích đến chỗ liễu nghĩa một chút. Ví dụ như cái hình ảnh mà lấy không có phải là cái thau hay là cái gì đựng nước, lấy một cái rổ múc nước mặc dầu nó không có đọng lại nhưng nó cũng sạch cái rổ. Đó là một cách nối nhưng chúng ta phải hiểu sâu hơn mới được. Tại vì chúng ta hiểu như vậy nó chưa đạt đến chỗ liễu nghĩa trong Phật pháp. Bằng kinh nghiệm thực chứng, bằng kinh nghiệm dẫn dắt, ngày xưa chúng tôi hướng dẫn tăng chúng tu tập, chúng tôi dùng cả một cái sự trang nghiêm mẫu mực của một đời sống khổ hạnh, bằng tình thương đầy đủ của một vị thầy và cái sự nghiêm từ của một cái vị giáo thọ để chúng tôi dẫn dắt. Nhưng thưa quý vị, tăng chúng lúc bây giờ họ họ lơ là, họ mệt mỏi, và buổi sáng sớm chúng tôi thách tấn thúc giục các vị lên điện Phật để tâm mình được tiếp xúc với một cái câu thần chú tuyệt diệu của Đức Thế Tôn. Nhưng mà các vị thì bị say trong cái ngủ và buông lung ở trong dục tình, cho nên muốn được ngủ thêm một chút, muốn được nghỉ ngơi thêm một chút, mặc dầu chẳng có gì mệt hết. Và thưa quý vị, chúng tôi chẳng biết làm sao. Rồi, nhưng mà thưa quý vị, lúc bây giờ chúng tôi tăng cường cái công phu lên, tăng cường cái đời sống lắng nghe thánh giáo nhiều hơn. Vậy mà sau một tháng thôi thì chúng tôi thấy các vị trở nên là an vui, thanh tịnh, nhẹ nhàng. Như vậy rõ ràng ở đây chúng ta thấy rằng là không cần nhớ, không cần hiểu và tiếp xúc được thánh giáo của Như Lai, nó tịnh hóa tới mức như vậy. Cho nên Thế Tôn nói rằng mặc dầu chúng sanh đang chìm ở trong trong bốn cái dòng gọi là bọc lưu, đó là ái bọc lưu, kiến bọc lưu, hữu bọc lưu và vô minh bọc lưu, nó như là một cái dòng thác cuồn cuộn trên cao mà đổ xuống không có ai có thể vượt qua nổi. Nhưng Thế Tôn nói thật là kỳ diệu ở trong giáo pháp của Như Lai. Nếu như hữu tình nào chỉ cần trong một niệm thật lòng lắng nghe, thật lòng đón nhận, chỉ trong một niệm thôi thì cũng có thể giải thoát khỏi trầm luôn. Lời dạy đó chúng ta đừng có xem thường. Thành ra ở trong Phật pháp nói rằng chúng ta hiểu, làm sao chúng ta hiểu? Bởi vì những gì Đức Phật muốn nói là những gì nó vượt khỏi cái thế giới của ngôn từ. Và những gì mà chúng ta nhớ, luận lý cũng nằm ở trong ngôn ngữ đạo điên mà thôi. Thì làm sao chúng ta có thể hiểu được cảnh giới siêu việt mà Thế Tôn muốn trình bày? Nhưng nương vào khái niệm ngôn ngữ đó phát họa cho mình một khái niệm được gọi là hiểu. Cái hiểu đó chỉ là gì? Là vọng tưởng của phàm phu. Chúng ta hiểu trong cái vọng tâm chứ không phải ở trong cõi tịnh. Nhưng mà khi chúng ta chiêm nghiệm Phật pháp, chúng ta ngồi im một chút, chúng ta sẽ hiểu được. Và nó giải quyết được cái vấn đề giải thoát chứ không phải đơn giản chỉ là sạch một chút bụi như là ở trên cái rổ có cái rổ rỗng đâu, không đơn giản ở đâu. Chẳng hạn như ngay khi mà chúng ta đang nghe chương trình vấn đáp Phật pháp này và tâm của các vị ngồi chuyên nhất, các vị đón nhận âm thanh của chúng tôi truyền trao và thánh giáo của Phật á, đang được nhắc nhở lại. Ngay trong cái trạng thái này, tâm của các vị đang quy y Phật, đang quy y pháp, đang quy y sự thanh tịnh, cái sự trang nghiêm thanh tịnh như vậy.
Các vị nếu như ngay trong giây phút này mà các vị tắt hơi thở, chúng tôi hỏi rằng là cái niệm tiếp theo các vị sanh vào đâu? Chắc chắn rằng các vị đến một cái thế giới an lạc siêu việt vô cùng. Nhân quả trong cuộc đời tất nhiên ai cũng phải trả. Nhưng mà cái niệm tái sanh ở phía sau, ở tương lai, nó luôn kế thừa những gì trong hiện tại. Bởi vậy cho nên chúng ta tiếp xúc ở trong cái nguồn giáo pháp thanh tịnh của Như Lai, chúng ta sẽ có được cái phước báo vô lượng chứ không phải đơn giản, không phải đơn giản. Cho nên có những trường hợp chúng ta sống tu thiện cả đời, nhưng mà chúng ta không hiểu được trong giáo pháp của Như Lai. Khi chúng ta mất đi, không biết cái nguyên nhân nào mà một cái niệm điên đảo bực bội ấy, nó khởi lên trong lúc chúng ta cận tử nghiệp lâm chung, bao nhiêu đó cũng có thể dẫn chúng ta vào ở trong khổ đau rồi. Thành ra chúng ta chiêm nghiệm từng cái vi tế này để chúng ta thấy rõ giáo pháp của Như Lai tuyệt diệu vô cùng. Thành ra đi học pháp nhớ để phân biệt giảng dạy cho người khác thì tốt, khắc ghi sâu hơn thì tốt, còn không thì ngay lúc đó nó cũng đã có lợi lạc nhất thời và hiện tại. Cho nên giáo pháp của Phật gọi là ứng thời, là vô nhiệt, là ứng thời. Cái nghĩa của pháp nó như vậy đó, là ứng thời, ngay trong hiện tại nó hiện ra một sự thanh tịnh tuyệt diệu liền lập tức, chứ không phải rằng đợi ngày mai ngày kia. Chúng ta hiểu Phật pháp như vậy á nó mới đúng. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị. A Di Đà Phật, và chúng con kính mời thầy. Và kính bạch thầy, nhờ con nói gì mà nơi đó mà thầy mới giảng thêm cho hàng Phật tử chúng con hiểu được thêm. Kính mời thầy, con thì cái gì nó cũng coi như là gần gũi với cuộc sống, nhưng mà con chỉ nói theo cái ngôn từ của người miền Tây mà thầy, như vậy thôi. Nhưng mà nhờ như vậy mà thầy có thể giảng sâu hơn để hàng Phật tử chúng con có được cái sự lợi ích qua cái sự nghe Phật pháp nhiều hơn. Kính bạch thầy, thì cái câu hỏi cuối cùng của con hồi nãy là đi học Phật pháp ở Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc gì, nó có xây dựng cái nhân cách của con người hay không thầy? Tại khi mà nói những cái gì mà cao siêu quá người ta không hiểu. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, câu hỏi này có thể Nhật Tường sẽ phỏng vấn tất cả những học viên sắp tốt nghiệp ngày 28 tháng 5. A Di Đà Phật. Thì các vị sẽ nhận ra, ngày xưa chúng tôi thuyết phục quý Phật tử học kinh, có nhiều người đảo điên nói ngược, cho rằng thế gian cần phải làm ăn tạo dựng cuộc sống gia đình, đâu phải người xuất gia mà học kinh chi nhiều. Có người nói rằng là già rồi học sao nhớ, mà thầy bác học. Có người nói rằng là không có nên học nhiều, học nhiều như vậy tâm tư nó sẽ loạn, chỉ cần Nam Mô A Di Đà Phật là đủ. Hoặc là có người nói rằng là già yếu rồi thức khuya dậy sớm, chi cho nó lao tâm khổ trí, tại sao không nghỉ ngơi bớt đi, bởi vì một đời đã lao nhọc. Tất cả những luận lý này chúng tôi xem như là những luận lý điên đảo, những luận lý của người phàm phu thế tục, không phải là luận lý của một người cầu quả giải thoát. Chúng ta còn có hơi thở, cho dầu ở trong cái xác thân nó khô cằn, nó suy kiệt tới mức nào, nhưng còn có hơi thở cũng là một điều quý báu. Mà chúng ta phát tâm ở trong bất cứ trạng thái phát tâm nào đều không có thừa, đều không phải là vô nghĩa. Vì vậy cho nên có nhiều Phật tử đã đến đây và nhiều học viên đã phát tâm học, nhiều vị xuất gia cũng đã nếm được cái pháp vị của Như Lai, cho nên tâm rất là hoan hỷ, tâm khát ngưỡng, và chúng tôi thấy nó có một sự thay đổi hẳn, có một cái sự chuyển hóa hẳn so với trước kia. Nếu như không được sự tưới tẩm của Phật pháp thì chắc chắn rằng là chúng ta chưa có sự chuyển hóa nhiều. Cũng có một số người không dễ dàng gì mà chuyển hóa được, bởi vì cái thói quen nó một loại tập khí, nó là một loại thói quen được hình thành trong cả đời, không dễ dàng gì nhất thời mà thay đổi được. Cũng giống như cây tre mà nó theo cái chiều hướng như vậy rồi, bây giờ bảo nó phải uống sang một cái hướng khác thì không dễ dàng. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi thấy rõ là nó có sự chuyển hóa ở trong tâm của người đó, mặc dù cái hành hoặc thói quen của họ chưa có được thay đổi, nhưng mà ở trong tâm của họ đã có sự thay đổi. Và khi chúng tôi nhắc họ rằng như vậy là không thích hợp, họ hiểu liền, họ biết ra liền, trong khi trước kia là họ mơ hồ, có thể họ không chấp nhận điều đó là sai. Nhưng giờ đây họ lại nhận ra, à con biết rồi, con hiểu rồi, con bị tập khí chi phối, con đã nhận ra nó. Và thưa vị, khi chúng ta đã nhận ra những cái khiếm khuyết của mình thì người ấy chắc chắn là người ấy sẽ hoàn thiện được. Đây chính là điều mà chúng tôi rất là hạnh phúc. Và ở trong thời gian 6 năm vừa qua tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc, chúng tôi đã truyền trao gần như là khái quát và tổng quát về Tam Tạng Thánh Giáo của Như Lai được hiện ra, được xây dựng trên hai cơ sở Bắc và Nam Truyền. Đây chính là một điều mà được gọi là thành tựu. Và
những học viên sắp tới đây tốt nghiệp là một trong những minh chứng để cho nối lên cái sự tác thành phạm hạnh giải thoát của các vị, sự chuyển hóa thanh tịnh của các vị. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị đã lắng nghe. A Di Đà Phật, giờ chúng con kính cảm ơn thầy. Chư Tôn Đức thường dạy có một câu chúng con thường thường nhớ là hành chư thiện pháp, phát Bồ đề tâm, thì hành Phật sự. A Di Đà Phật. Cho nên con nghe thầy nói con cũng rất là mừng là việc Phật học Bồ đề Phật quốc chúng ta, Phật tử thật sự đã coi như là cơ hội với tâm của chư Phật để mà cùng nhau phát tâm tu hành để giải thoát trong tương lai. A Di Đà Phật và kính bạch thầy, trước khi con thỉnh thầy cho chúng con cái thông điệp kết thúc của chủ đề này, thì sẵn đây con hỏi một câu là nhân một Phật đản. Vậy thì con không nói chung với tất cả Phật tử, nhưng mà riêng Phật tử tại Viện Học Bồ Đề Phật Quốc, thầy có thông điệp gì gửi đến không? Chúng đó có con luôn, để đời sống tu tập chúng con càng ngày càng được tiến triển. Đồng thời đây cũng là cái sự báo đáp cho công ơn của chư Phật. Dạ, A Di Đà Phật, kính cảm ơn Nhật Tường. Trong mùa Phật đản chúng ta tưởng nhớ Đức Phật, chúng ta phát tâm quy y Ngài. Chúng ta hãy xác định lại xem thật sự của sự quy y này là quy y cái gì. Chúng ta quy Phật là quy pháp vô lậu, tác thành phẩm tính Phật Đà. Thế thì quy Phật chính là quy pháp vô lậu. Pháp vô lậu là pháp gì? Là cái pháp giới định tuệ giải thoát tri kiến uẩn túc vô lậu. Và quy cái pháp giới uẩn túc vô lậu, chúng ta phát tâm tham dự đại giới đàn, chúng ta thọ giới, chúng ta muốn phát triển tuệ giải thoát vô lậu, chúng ta càng tinh tấn tham học kinh luật luận. Rồi chúng ta giải thoát gì? Giải thoát đề, học được cái định vô lậu, thì chúng ta lại càng nỗ lực công phu với nhiều hình thức khác nhau. Rồi chúng ta không có chấp trước những gì mà mình đã học, cũng như là không tự mãn những gì mình đã thành tựu. Đây gọi là giải thoát tri kiến. Và chúng ta giải thoát tất cả những cái gì mà ràng buộc ở trong thế giới con ngũ uẩn này. Đi trên con đường đó, nay một chút, mai một chút, dần dần chúng ta sẽ hoàn thiện. Và ở trong mùa Phật đản năm nay, ở tại Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc này, chúng tôi mong mỏi các vị nỗ lực thành tựu những điều này. Và thưa quý vị, tất nhiên ở trong sắp tới đây, tại Viện Phật học có nhiều chương trình lắm, mà chúng tôi sẽ thông báo với các vị ở trong một cái dịp khác. Còn chương trình Vấn Đáp Phật Pháp này, chúng tôi mong rằng các vị xem như là một chương trình để chúng ta cùng nhau trao đổi, chia sẻ và học tập. Thậm chí các vị có thể trình bày kiến giải của mình một cách ngắn gọn. Chúng tôi lưu ý chữ ngắn gọn là không có nên cầm cái điện thoại lên rồi các vị và diễn đạt hết ngày trong chương trình là chúng tôi không có đồng ý. Nhưng mà các vị có thể diễn đạt có vài ba phút về cái quan điểm của mình, chúng tôi hoàn toàn tán thán. Những điều nào hay chúng tôi cũng học hỏi, những điều nào tốt chúng tôi cũng tán thán. Và những điều nào chưa có được đầy đủ trong giáo pháp thì chúng tôi cũng nhân cơ hội đó mà bổ sung cho các vị. Và chúng ta cùng nhau đi trên cái giáo nghĩa giải thoát của Như Lai. Đó chính là ý nghĩa cao đẹp của chương trình A Di Đà Phật. Cảm ơn các vị rất nhiều. A Di Đà Phật, chúng con kính cảm ơn thầy. Và kính thưa quý vị, giờ đây là sau đây là câu hỏi mà chúng tôi thường hỏi hàng tuần. Tức là cái bài pháp này, cái chủ đề này đã dạy cho đời sống tu tập chúng ta những bài học gì? A Di Đà Phật, cũng như là cái thông điệp tới kính bạch thầy. Xin cảm ơn Nhật Tường, kính thưa đại chúng. Chúng ta chỉ có một bài học duy nhất thôi, là nỗ lực xây dựng cho mình thành tựu chánh kiến. Và phải cẩn thận những con người tà kiến, cẩn thận cái tâm tà kiến của chính mình. Ngay cả Phạm Thiên ở trong một thế giới phước báo siêu việt mà tà kiến bất chợt cũng nổi lên, thì chúng ta cũng vậy, phải cẩn thận tâm của mình. Không biết bao giờ bất chợt tà kiến chúng ta khởi lên, hoặc là một ngày nó khởi lên quá nhiều đến mức chúng ta tối tăm mặt mũi, chẳng biết nào là tà kiến và chánh kiến nữa. Những điều như thế này chúng ta cần phải chiêm nghiệm sâu xa để chúng ta tự mình thành tựu. A Di Đà Phật, cảm ơn các vị. Giờ đây chúng con xin phép thầy cho chúng con được kết thúc chương trình. A Di Đà Phật, rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Vấn Đáp Phật Pháp trong một tiếng đồng hồ vừa qua. Hy vọng những lời dạy từ trong kinh của Đức Phật mà do thầy trùng tuyên lại đã đem lại một phần nào lợi ích trong đời sống tu tập của quý vị cũng như của Nhật Tường. Kính chúc quý vị được vô lượng an lạc, Bồ đề tâm kiên cố, và kính hẹn đến quý vị vào thứ năm tuần tới lúc 8 giờ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính cảm ơn thầy, xin kính cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật.